Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Từ Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ chơi phi tượng cuộc rất hay đến từ danh thủ Vương Thứ Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem trong ván cờ đầu tiên đối với kỳ thủ Lý Cẩm Hùng trong giải của tướng Anh Sơn Bôi năm 2010. Đây là ván cờ Vương Cẩm Bên Đỏ đi tiên. Chứ Chứ吃 吃 将军 吃 将军 Và tiếp theo sau ván cờ cho xe 4-1, đe dọa phá xích trung lộ đến từ bên tiên của Vương, thì bên đây là tính phải xuất cơ và buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp có cho vách xích qua, thì lập tức là ván cờ cho bình vào chiếu ngay để tấn công. Bên đen có treo tượng qua hoặc cho thoái xi về, đều bị ván cờ cho bình xe qua là bị ngay. Sau đây xin kính mời các bạn xem ván cờ thứ hai trong video ngày hôm nay. Một ván cờ cũng rất hay đến từ Vương khi cầm bên đỏ đi tiên đối với kỳ thủ Long Cung trong giải cờ tướng trí lực thể thao Trung Quốc năm 2009. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.
吃 吃 吃 Và tiếp theo sau phần cờ cho bình pháo quân đội tứ đến từ bên đen, thì trong bối cảnh trên bên đen cũng buông cờ xin thua cho bên cờ đó. Các bạn thấy ngay đến tiếp thì biên vương có thể cho tiến xe qua để truy mã ngay, đồng thời mượn đường cho pháo tấn công hoặc tuyến đáy, một đường cờ tấn công quá mạnh dành cho bên đỏ của vương. Như vậy kênh học của tướng online vừa kể từ các bạn hai ván đấu trên, hai ván cờ thi triển rất hay đỉnh cao của bài thi lý khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.